Bài viết của nhạc sĩ Tuấn Khanh có tựa đề Chuyện một bà mẹ quyết không từ bỏ sau cái chết của con mình. Trong thời gian ở Melbourne, tôi hay đi ngang giao lộ Road ở Street Open, nơi có một tòa metro lớn luôn nhộn nhịp. Trước cửa vào có đặt một bia đá cẩm thạch tưởng niệm những người đã thiệt mạng khi băng qua đường để vào khu nhà ga. Tấm bia đá này làm tôi tò mò và lần theo câu chuyện mà ngẩn người khi biết kết cục của nó, vừa kiêu hãnh vừa day dứt đau. Mọi thứ bắt đầu từ câu chuyện của anh thanh niên Tristan bị tàu điện tông chết khi anh lao vào giải cứu một cô gái trẻ đang đứng nghiêng ngả gần đường ray. Chuyện xảy ra vào năm 2012, bùng nổ thành các cuộc tranh cãi về sự nguy hiểm của cách thiết kế hai đường tàu nối nhau không hoàn toàn. Đến cái chết của anh Tristan, đã là người thứ 16 bị nạn như vậy kể từ năm 2006. Người ta liệt kê ra đến 39 người khác suýt chết cũng vì đường ray ở Street Opens. Nhưng biết làm sao bây giờ? Chính quyền Victoria đã bỏ một số tiền quá lớn để dựng nên cơ sở hạ tầng quy mô này. Vấn đề là việc phát triển thành phố nhanh dẫn đến nhà ga tiện lợi và thoáng đãng ngày nào trở nên chật chội. Các cao ốc và con đường hẹp dần khiến che tầm mắt của người lái tàu khi ra vào ga. Nhưng với Danny Dijanovic, bà mẹ của anh Tristan, thì không nghĩ vậy. Bà Danny cho rằng đã đến lúc phải ngừng lại việc chấp nhận cái chết của những công dân trong vùng để tiếp tục vận hành hệ thống nhà ga này. Trong 2 năm liền, bà đứng ở khu vực này biểu tình một mình, dán tờ rơi và đòi hỏi sự thay đổi để không ai phải chết như con bà. Bà muốn tính mạng của con bà được đền bù bằng sự thay đổi cho tất cả mọi người khác. Bất kể nắng mưa, bà Danny Dijanovic gần như bỏ mọi công việc cho dự án tưởng chừng là cuối cùng của đời mình, công bằng cho con mình và cho xã hội. Khởi đầu, hành động của bà bị coi như là một kẻ phá rối trật tự, một kẻ muốn sinh sự mà vốn những quốc gia có những đạo luật chồng chéo và mơ hồ như Việt Nam. Chắc chắn bà sẽ phải ngồi tù nhanh bởi chạm đến chính quyền hay giới nhà thầu xây dựng hợp pháp của chính quyền là không đơn giản. Công cuộc kiên trì của bà đã có lúc làm cho những người trong vùng cảm động cùng tham gia thành những cuộc tuần hành yêu cầu phải thay đổi. Cụ thể, họ đòi hỏi một cấu trúc xây dựng mới an toàn hơn. Thật ra, cũng có những lời hứa hảo về thay đổi đến với bà. Trên tờ The Sydney Morning Herald, bà Danny nói bọn chính quyền cứ quảng bá việc sẽ thay đổi đến phát ngán, hết người này đến kẻ nọ. They don't this at no seem government after government. Không ai còn đủ kiên nhẫn nữa. Ở Việt Nam, bà Danny có thể bị khép tội vào điều luật 117 Bộ Luật Hình Sự, chứ chẳng chơi. Bởi như vậy chẳng khác nào tuyên truyền chống nhà nước. Cùng với những người ủng hộ ít ỏi, bà Danny Dijanovic cẩn thận ghi chú tất cả những sự kiện về người thiệt mạng trên các đoạn đường ray này, đặt các tờ rơi với những hình ảnh và dữ kiện ở đúng chỗ đã xảy ra mỗi ngày. Đối với ban quản lý của hệ thống nhà ga Street Open, đây quả là một điều khó chịu vì mỗi ngày họ cứ phải cử nhân viên đi gỡ các tờ rơi biểu ngữ của bà Danny cùng đồng sự. Tại nơi con trai bà bị tàu điện tông chết, bà Danny ghi rằng con trai tôi đã bị giết ở giao lộ đường South Street Open này. Đừng để điều này xảy ra với gia đình của ông Ted Bailiu, tên người chịu trách nhiệm hệ thống nhà ga ở Street Open, thủ hiến bang Victoria lúc đó.
Lý do gỡ bỏ các biểu ngữ này được nhà ga thông báo là việc đăng chủ đề tôn giáo, chính trị hoặc chủ đề khác gây tranh cãi trên đường sắt là bất hợp pháp. Nhưng may mắn, bà Denny không sống ở một đất nước có luật 331 Bộ Luật Hình Sự 2015 là lợi dụng tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của một số thứ ngớ ngẩn nào đó, thậm chí việc kêu tên thủ hiến, thủ tướng để chỉ trích khi được báo chí phỏng vấn, bà cũng không bị phạm vào bất cứ điều nào như kiểu thông tin sai sự thật, bôi nhọ lãnh tụ. Ngược lại, sự ủng hộ của giới báo chí tự do có danh dự và đức nghiệp ngày càng nhiều, khiến câu chuyện của bà ngày càng được chú ý nhiều hơn. Trong ngôn luận của mình, bà Denny nói: "Tôi tin rằng hành động gỡ bỏ các biểu ngữ và biểu ngữ của tôi là một hành động bức hiếp công dân." Bà viết trên tài khoản cá nhân của mình: "Tài liệu này là tài sản của tôi và tôi yêu cầu trả nó lại, hoặc cách khác là tôi muốn được bồi thường cho sự mất mát của mình." Báo chí ở cả nước Úc cũng đăng bài và cho là ý kiến bà không sai, và tuyệt đối họ không đưa tin một chiều. Dựa vào thông cáo của ban quản lý nhà ga để đưa, tờ The A theo sát và loan tin nói trên. Câu chuyện này làm tôi chợt nhớ và suýt sặc cười khi năm 2014, trong bối cảnh giàn khoan HD981 tiến vào hải vực của Việt Nam, nhiều người cứ tin rằng cuộc phản đối là quyền và là trách nhiệm. Anh bạn làm ở một tờ báo khi được tặng áo có hình đề cao chủ quyền của Việt Nam do chính một nữ quan chức tổ chức in và phát. Trên đường đến tòa soạn thì có hai thanh niên mặt mày hung hăng rượt theo, nói: "Mày không đổi áo, tao xé và tịch thu ngay lập tức." Sợ mất dép, anh nhà báo này phải chạy ngược trở về nhà để thay. Loại thanh niên ấy là gì, ai cũng hiểu. Bà Denny không uổng công. Vào một ngày chủ nhật, một ngày mà lệ thường cơ quan hành chính không làm việc, nhưng chính quyền Victoria vẫn phải họp và ra quyết định cải tạo công trình, xây lại từ đầu. Tất cả các báo ở Úc ủng hộ bà Denny đều đưa tin này vào ngày 27 tháng 4 năm 2014. Thông cáo ghi rằng thủ hiến Denny Neptin cho biết liên minh sẽ dỡ bỏ giao lộ Main Road ở Street Auburn sau khi phân bổ 200 triệu đô la Úc cho việc đại tu. 150 triệu trong số đó sẽ được cung cấp bởi chính phủ liên bang, ở phần còn lại từ tiểu bang với khoản tiết kiệm được từ dự án liên kết đường sắt khu vực. Quyết định này của chính quyền bang Victoria cũng rất đáng kính trọng, vì nhà ga này được tính toán là mỗi ngày có đến 20.000 chiếc xe các loại đi qua. Giao lộ này cũng có khoảng 2.500 người đi bộ băng qua ngã tư này vào giờ cao điểm. Mọi xây dựng trong thời gian này từ 2014 đến 2017 sẽ thiệt hại và ách tắc rất nhiều thứ về đời sống kinh tế. Quyết định này cũng dứt khoát đưa ra dựa trên lợi ích của nhân dân, chứ không chịu áp lực nào của nhà thầu như kiểu đường Cát Linh, Hà Đông, hoặc phải lắng nghe một trung tâm kiểm định nước ngoài nào để làm mất thời gian và đánh loãng sự quan tâm của người dân. Hơn thế nữa, tháng 6 năm 2017, chính quyền ở đây quyết định xây một vườn hoa nhỏ, trân trọng đặt ở đó, ghi nhớ 16 mạng người do sự sai lầm của đường dây nhà ga cũ. Trên tấm bia ghi dòng chữ: "Để tưởng nhớ tất cả những người đã mất mạng tại ngã tư ngang qua Victoria. Họ mãi mãi trong suy nghĩ của chúng tôi." Bà mẹ Denny Dijanovic đã được mời để khánh thành bia tưởng niệm này. Sự có mặt của bà là niềm vinh hạnh của công dân vùng Street Auburn và thể hiện cả sự công chính của một chính quyền. Nói trên tờ Star Quickly, bà khóc: "Phải mất một thời gian dài, nhưng rồi sự thật đã đến.
Tôi đã rất xúc động khi được chứng kiến tấm bia này. Câu chuyện này vẫn lẩn quẩn trong đầu tôi nhiều năm. Thế giới của những bà mẹ quả vĩ đại, và đặc biệt với những người mẹ không chịu từ bỏ, quyết đi đến cùng, nhân danh người mẹ vì đứa con của mình và cho cả những người khác. Mang tim non đổ xuống dốc dài, đặt tâm linh xuống nơi đền đài, chào nhân loại còn chào luôn thế kỷ tàn phai. Thương quê hương mỏng manh chiếc áo, áo nát nhầu mẹ thức ngồi khâu. Thương quê hương chiều miền bao lũ, chìm trên từng mặt người dã thú. Đang yêu thương người vướng tội tù, đang đam mê lòng núi hận thù. Thương quê mẹ tâm nhân từ dối nhịp đường tu. Trong đau thương nhìn con bước tới, dáng mẹ ngồi heo mòn niềm vui. Con đi trong nguồn tin thông hồi, giữa dòng đời muôn trùng vãn lối. Con ra đi vì trái tim mình cần cống chính nuôi tâm hồn lành, để đêm về quy bên mẹ thấy yên bình trong tiếng cầu kinh. Cầu kinh đêm vọng hướng lên trời, nguyện xin Chúa đói thương người Việt. Chúa nhân từ trên thập tự, mong ngàn đời máu vẫn đỏ tươi trong dáng mẹ ngồi. Nhau mẹ thức ngồi khâu, thương quê hương trên miền bão lũ, chìm trên từng mặt người dã thú. Đang yêu thương người vướng tội tù, đang đam mê lòng núi hận thù. Thương quê mẹ tâm nhân từ dối nhịp đường tu. Trong đau thương nhìn con bước tới, dáng mẹ ngồi heo mòn niềm vui. Con đi trong nguồn tin thông hồi, giữa dòng đời muôn trùng vãn lối. Con ra đi vì trái tim mình cần công chính nuôi tâm hồn lành, để đến về quy bên mẹ thấy yên bình trong tiếng cầu kinh. Cầu kinh đêm vọng hướng lên trời, nguyện xin Chúa đói thương người Việt. Chúa nhân từ trên thập tự, mong ngàn đời máu vẫn đỏ tươi. Cầu kinh đêm vọng hướng lên trời, nguyện xin Chúa đói thương người Việt. Chúa nhân từ trên thập tự, mong ngàn đời máu vẫn đỏ tươi trong dáng mẹ ngồi.